Dạ thưa sư nếu phật tử sinh sống bằng nghề nghiệp tà mạng thì thọ lãnh nghiệp báo gì tùy theo cái việc tà mạng của mình thì mình sẽ thọ những cái nghiệp tương ứng ví dụ như mình vì cái việc nuôi mạng của mình mà mình sát sanh nha mình sát sanh thì mình sẽ chịu cái nghiệp tương ứng của quả báo sát sanh ví dụ như bị yếu thọ bị người ta ghét bị uh, tai nạn uh, chết sớm và chết thảm uh, rồi hoặc là bị chia ly ví dụ như vậy rồi nếu như mà mình uh, vì cái việc nuôi sống cái thân mạng của mình mà mình nói dối thì mình sẽ bị những cái uh, quả báo của đời sau kiếp khác của cái quả nói dối ví dụ như bị câm ha bị câm bị tật về đường miệng ví dụ như nó lấp, nó lỡ ờ, rồi um, um, hôi miệng ờ, rồi cái lời nói của mình ấy không có giá trị người ta không có tin ờ, mình đối với người khác người ta không có niềm tin nơi mình đấy à, đó là chưa kể tất cả những cái ác nghiệp mà mình làm vì mục đích nuôi mạng đều có thể dẫn đi địa ngục nha À, cho nên tùy theo cái nghiệp của mình mình mà mình sẽ chịu cái quả báo tương ứng à, và nếu như mình dùng cái nghề nghiệp tà mạng của mình mà mình nuôi bất cứ ai ví dụ như mình đem cái đồng tiền đó về mình nuôi cha mình mình nuôi mẹ mình mình nuôi con của mình mình nuôi vợ của mình thì đời sau kiếp khác họ cũng sẽ hưởng chung cái quả báo với mình mà mình gọi đó là cái sự cộng nghiệp ví dụ như một gia đình chạy xe một gia đình chạy xe gặp tai nạn giao thông gặp tai nạn giao thông à, vợ à, bà vợ và đứa con bị thương nặng nhưng mà ông chồng chết tại chỗ À, và cái uh, do phần là tan uh, phần là uh, chi phí uh, bệnh viện rồi chi phí bồi thường rồi vân vân và vân vân thì dẫn đến cái việc là gia tài Khánh Kiệt, gia tài Khánh Kiệt. Thì ở trong đó đó, ở trong đó cái người chồng ấy là cái người chịu cái quả báo chính và bà vợ và đứa con là cái người cộng nghiệp chung. Nha thì giả sử như giả sử như à, cái người chồng ấy, có thể là đời trước họ làm cái nghề Sát sanh ví dụ như làm cái nghề à, đồ tể chẳng hạn rồi họ lấy cái tiền đó, đó họ về họ nuôi vợ và nuôi con thì đời sau kiếp khác bản thân họ bản thân họ thì họ lãnh cái nghiệp chính còn vợ và con á thì à, hưởng ké hưởng ké cái nghiệp đó ừ. À, hoặc như à, một người họ làm à, làm ăn mà họ lừa đảo à, họ kiếm những cái đồng tiền bất chính kiếm những đồng tiền bất chính à, thì đời à, đời sau kiếp khác đời sau kiếp khác bản thân họ sẽ chịu cái quả báo quả báo chính ví dụ như À, họ bị à, nghèo hoặc là họ bị tù tội, nên họ bị tù tội mà cái người thân của họ đó, bởi vì khi xưa đó họ đi làm, họ về họ nuôi gia đình, cho nên ở cái đời này đó họ bị tù tội hoặc là họ bị một cái căn bệnh ngặt nghèo nha, thì gia đình ấy phải nuôi lại họ phải nuôi lại họ phải lo lắng cho họ đến mức bán nhà bán xe mà bởi vì cái nghiệp ấy cho nên là thương lắm cho nên là không thể nào nhìn thấy chết mà không cứu mà chính vì cứu cho nên gia tài khánh kiệt gia tài khánh kiệt à, nhà đó, con gái đó, à, thì phải đi bán thân mà con trai đó, thì phải à, đi à, giang hồ à, để có tiền à, để cứu à, cứu cái người thân của mình để khánh kiệt tài sản mà do đâu do bản thân con người đó họ làm cái cái nghiệp chính họ làm cái nghiệp chính thì họ lãnh cái quả báo chính còn họ đem cái tiền đó họ đem họ nuôi gia đình thì gia đình của họ sẽ hưởng cái quả phụ để hưởng ké cái nghiệp cho nên khi mà mình làm thiện ấy thì mình nên rủ người nhà của mình ha, làm chung nhưng mà khi mình làm bậy đó có chết chết mình mình thôi và nếu như cái việc làm bậy của mình tức là cái nghề nghiệp tà mạng của mình ấy mà nó có cái lợi nhuận ấy thì làm ơn làm phước nếu mình thương gia đình thì đừng có chia sẻ cái lợi nhuận đó cho gia đình